Long Chín Ngón, cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng lại trở thành tâm điểm chú ý sau sự cố của vợ. Cùng tiểu sử ngôi sao tìm hiểu Long Chín Ngón là ai mà nhiều người lại quan tâm tới vậy. Nguyễn Sĩ Cầu, sinh năm 1983 và thường được biết đến với biệt danh Long Chín Ngón, hiện đang cư trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Anh ta là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, thường được gọi là giang hồ mạng và mafia internet. Thậm chí, anh còn tự phong mình là ông trùm kéo view số 1 Việt Nam. Cái tên Long Chín Ngón do bàn tay phải của anh đã không còn nguyên vẹn ngón trỏ. Hiện đang sở hữu kênh YouTube riêng với hơn 400.000 lượt đăng ký và kênh TikTok với gần 200.000 lượt theo dõi. Nội dung chủ yếu trên kênh đa số là nội dung giao giảng đạo lý giang hồ hoặc các video chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ khác, video ca nhạc hay giang hồ nhảm nhằm câu view, tương tác nhanh. Năm 2019, Long Chín Ngón từng bị công an bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản. Cảnh sát điều tra đã xác định Long Chín Ngón là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm chuyên cưỡng bức các tài xế taxi phục vụ du khách tại khu du lịch FLC và các thương nhân buôn bán hải sản ở bến thuyền Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Trước đây, Long Chín Ngón tự đề cao bản thân là một chuyên gia tăng lượng người xem hàng đầu Việt Nam. Long đã cam kết đào tạo và giúp đỡ học viên nâng cao lượt xem cho kênh của mình. Thế nhưng, số lượng người xem các buổi phát trực tiếp của Long lại khá khiêm tốn, và nhiều video trên mạng đã ghi lại cảnh học viên công khai chỉ trích anh ta vì thu tiền mà không thực hiện đúng những gì đã hứa. Gần đây, trong một buổi livestream với hơn 3.000 người theo dõi, vợ của Long đã vô tình để lộ hình ảnh riêng tư, gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Cụm từ clip vợ Long Chín Ngón bị lộ chém chép, nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Đoạn video gây xôn xao này cho thấy hình ảnh chém chép, được cho là của vợ Long Chín Ngón trong một tình huống riêng tư, bất ngờ bị lan truyền rộng rãi trên nền tảng TikTok. Được biết, vợ Long Chín Ngón sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, cũng thu hút lượng lớn người hâm mộ trên trang cá nhân. Một số người cho rằng đây chỉ là một sự cố không mong muốn, trong khi đó, nhiều người khác lại nghi ngờ đây là một kế hoạch được dàn dựng để thu hút sự chú ý và tạo ra những cuộc bàn luận trái chiều. Dù thông tin tới nay chưa được xác thực, nhưng Long Chín Ngón vừa tung clip vừa khóc vừa khẳng định đây chỉ là tai nạn, không có ý định câu view. Sự cố livestream của vợ Long Chín Ngón đã mở ra một cuộc tranh luận về giới hạn của việc tạo nội dung và việc sử dụng mạng xã hội. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng mạng xã hội một cách trách nhiệm và tôn trọng người khác. Sau sự việc vợ Long Chín Ngón vô tình để lộ hình ảnh riêng tư trên sóng livestream, nhiều người đã bắt đầu đặt câu hỏi về đời tư và các mối quan hệ cá nhân của Long. Một số tin đồn cho rằng cuộc sống gia đình của Long Chín Ngón không mấy êm ấm, thường xuyên xảy ra cãi vã và mâu thuẫn. Điều này càng được củng cố khi người hâm mộ phát hiện ra nhiều lần Long Chín Ngón xuất hiện trên các buổi livestream với gương mặt mệt mỏi và thái độ dễ cáu kỉnh. Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho rằng vợ Long Chín Ngón cũng từng dính vào các vụ lùm xùm không đáng có liên quan đến việc bán hàng trực tuyến. Các sản phẩm cô rào bán bị người tiêu dùng phản ánh về chất lượng không đúng, như quảng cáo, gây mất lòng tin từ phía khách hàng. Dù Long Chín Ngón thường xuyên lên tiếng bênh vực vợ, nhưng hình ảnh của cả hai trong mắt công chúng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội khác cũng không ngần ngại chỉ trích Long Chín Ngón vì cách hành xử thiếu kiểm soát, đặc biệt trong các video livestream nơi anh thường xuyên sử dụng ngôn từ chửi bới và thể hiện thái độ thù địch với những người khác. Điều này khiến anh trở thành mục tiêu của những cuộc công kích từ các giang hồ mạng khác, làm gia tăng thêm sự căng thẳng giữa các nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng mạng. Mặc dù sở hữu lượng theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube và TikTok, Long Chín Ngón lại không có những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp. Đa số nội dung mà anh tạo ra đều bị đánh giá là tiêu cực và thiếu giá trị. Những video chửi bới, khiêu khích các giang hồ mạng khác tuy thu hút sự tò mò của một bộ phận khán giả, nhưng lại không mang đến nội dung thực sự hữu ích. Bản thân Long Chín Ngón từng tuyên bố sẽ chuyển hướng sang làm những nội dung tích cực hơn, giúp người xem có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống. Tuy nhiên, lời nói và hành động của anh ta thường không nhất quán, khiến nhiều người cảm thấy anh chỉ lợi dụng sự nổi tiếng để kiếm tiền từ việc tạo ra tranh cãi và lùm xùm. Bê bối đời tư và cách hành xử thiếu chuẩn mực của Long Chín Ngón cũng đã khiến nhiều nhãn hàng và đối tác từ chối hợp tác. Điều này dần đẩy anh vào tình thế khó khăn hơn khi không còn có thể dựa vào danh tiếng để kiếm tiền như trước. Hơn nữa, cộng đồng mạng ngày càng khắt khe hơn với những người nổi tiếng và việc không kiểm soát được hành vi trên mạng xã hội có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Sự cố của vợ Long Chín Ngón chỉ là một trong số những ví dụ về hệ lụy của việc sử dụng mạng xã hội thiếu suy nghĩ. Thế giới ảo không chỉ là nơi để xây dựng hình ảnh, mà còn là nơi có thể đánh mất tất cả nếu không biết cách quản lý. Long Chín Ngón hiện đang đối mặt với những chỉ trích và mất dần sự ủng hộ từ phía công chúng. Câu hỏi đặt ra là, liệu anh ta có thể vượt qua sóng gió này hay sẽ tiếp tục lún sâu vào những rắc rối mà mình tự tạo ra?
Sau hàng loạt những bê bối liên quan đến cả đời tư và sự nghiệp, hình ảnh của Long Chín Ngón trên mạng xã hội đã suy giảm nghiêm trọng. Nhiều người từng ủng hộ và theo dõi anh bắt đầu quay lưng, chỉ trích cách anh tạo dựng danh tiếng dựa trên những nội dung tiêu cực và thiếu kiểm soát. Không chỉ mất điểm trong mắt công chúng, Long Chín Ngón còn đối mặt với những thách thức lớn hơn về tài chính và sự nghiệp khi các nguồn thu nhập từ mạng xã hội dần trở nên khan hiếm. Sau sự cố liên quan đến vợ, cộng đồng mạng đã có cái nhìn khắt khe hơn về cách anh sử dụng mạng xã hội. Dù Long Chín Ngón đã lên tiếng giải thích rằng đó chỉ là một tai nạn, nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về động cơ thật sự của sự việc. Nhiều ý kiến cho rằng có khả năng anh đã cố tình lợi dụng sự cố này để tạo ra sự chú ý và câu view nhằm giữ cho kênh của mình duy trì được lượng người xem. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm, Long chỉ khiến người xem càng thêm thất vọng vì cách xử lý vụ việc thiếu chuyên nghiệp. Không chỉ dừng lại ở những vụ lùm xùm về đời tư, các video trên kênh YouTube và TikTok của Long Chín Ngón cũng dần bị YouTube và TikTok siết chặt quản lý do vi phạm các nguyên tắc cộng đồng. Việc thường xuyên đăng tải các nội dung mang tính chất bạo lực, thù hận và khiêu khích khiến kênh của anh đứng trước nguy cơ bị khóa vĩnh viễn. Trong khi đó, số lượng người theo dõi kênh cũng giảm dần khi khán giả chuyển hướng sang những nội dung tích cực và hữu ích hơn. Bước vào giai đoạn khó khăn này, Long Chín Ngón đứng trước một lựa chọn quan trọng, hoặc thay đổi để thích ứng với yêu cầu mới của khán giả, hoặc tiếp tục lún sâu vào những hành vi và nội dung tiêu cực, điều mà chắc chắn sẽ khiến anh mất hoàn toàn uy tín và vị trí trên mạng xã hội. Để có thể hồi phục lại danh tiếng, Long cần phải đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn trong việc điều chỉnh phong cách và nội dung của mình. Một số ý kiến cho rằng, anh nên tập trung vào việc chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống thật sự, những câu chuyện mang tính nhân văn và có giá trị đối với cộng đồng, thay vì tiếp tục theo đuổi các cuộc đối đầu hay tranh cãi không hồi kết. Đồng thời, Long cũng cần học cách quản lý các mối quan hệ cá nhân và đời tư một cách khéo léo hơn, tránh để những sự cố đáng tiếc tái diễn, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bản thân. Tuy nhiên, việc thay đổi và làm lại từ đầu chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là đối với một người từng xây dựng tên tuổi dựa trên những nội dung giật gân và gây tranh cãi như Long Chín Ngón. Liệu anh có thể vực dậy và tìm lại được chỗ đứng trên mạng xã hội hay không? Tất cả còn phụ thuộc vào cách anh đối mặt với những thách thức và biết cách chuyển mình phù hợp với yêu cầu mới của công chúng. Sau những bê bối kéo dài và sự chỉ trích từ cộng đồng mạng, câu hỏi được đặt ra là liệu Long Chín Ngón có khả năng quay lại với danh tiếng đã từng có hay không, hay anh ta sẽ chìm sâu vào lãng quên như nhiều hiện tượng mạng khác từng gây tranh cãi trước đây. Về mặt hình ảnh, việc phục hồi danh tiếng sẽ là một quá trình vô cùng khó khăn đối với Long Chín Ngón. Những nội dung tiêu cực và phong cách gây sốc mà anh đã sử dụng để thu hút lượng lớn người theo dõi giờ đây lại trở thành trở ngại lớn nhất của chính anh. Người hâm mộ từng ủng hộ anh vì những video mang tính giang hồ và khiêu khích giờ đây đã dần chuyển sang những kênh mang thông điệp tích cực hơn, có giá trị giải trí và giáo dục cao hơn. Xu hướng chung của cộng đồng mạng ngày nay không còn quá mặn mà với những nội dung gây tranh cãi và tiêu cực như trước. Để quay trở lại và lấy lại lòng tin từ công chúng, Long Chín Ngón cần thay đổi chiến lược hoàn toàn. Không thể dựa vào những chiêu trò giật gân hay các cuộc đối đầu với các giang hồ mạng khác, anh cần tập trung vào việc tái xây dựng hình ảnh bản thân bằng cách tạo ra những nội dung có giá trị và bền vững hơn. Đó có thể là những chia sẻ về cuộc sống cá nhân, những trải nghiệm thực tế, và thậm chí là việc công khai sửa sai và học hỏi từ những lỗi lầm đã qua. Một hướng đi khả thi cho Long Chín Ngón có thể là sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng hoặc thực hiện những dự án xã hội tích cực. Việc thể hiện sự thay đổi về tư duy và thái độ có thể giúp anh phần nào lấy lại lòng tin từ một bộ phận công chúng. Tuy nhiên, điều này cần được thực hiện một cách chân thành và lâu dài, tránh việc chỉ là một chiêu trò để đánh lừa người xem. Mặt khác, nếu Long Chín Ngón không thể thay đổi và tiếp tục theo đuổi con đường cũ, rất có thể anh sẽ mất hết sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Khi đó, kênh YouTube và TikTok của anh có nguy cơ bị khóa vĩnh viễn vì vi phạm các nguyên tắc cộng đồng và anh sẽ dần bị quên lãng trong thế giới mạng ngày càng phát triển. Đây là điều mà nhiều giang hồ mạng trước đó đã từng trải qua khi họ không thể duy trì được sự nổi tiếng dựa trên nội dung tiêu cực. Ngoài ra, vấn đề pháp lý cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với Long Chín Ngón. Những hành vi quá khích, phát ngôn không kiểm soát và các video mang tính chất kích động đều có thể khiến anh đối diện với các hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Trong quá khứ, anh đã từng bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản và nếu tiếp tục vi phạm pháp luật, anh có thể phải đối mặt với những án phạt nghiêm trọng hơn. Tóm lại, tương lai của Long Chín Ngón vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nếu anh có thể học cách thay đổi và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, anh có thể có cơ hội quay lại. Tuy nhiên, nếu tiếp tục theo đuổi những chiêu trò cũ, con đường của anh dường như sẽ dẫn đến sự kết thúc của một hiện tượng mạng đầy tranh cãi. Câu trả lời cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quyết định và hành động của Long Chín Ngón trong thời gian tới. Cảm ơn bạn đã theo dõi Tiểu Sử Ngôi Sao. Hãy đăng ký kênh để biết nhiều tin tức mới nhất nhé!